Xin chào cả nhà nha. Hôm nay em giới thiệu tới cả nhà, đây là phấn nước IOB nha cả nhà. Đây là hộp phấn nước của nó nha. Bên trong là có hai sản phẩm nha cả nhà. Một hộp phấn và tặng kèm một lõi nha. Mua một hộp bất kỳ đều được tặng kèm một lõi kèm theo. Phấn nước IOB. Đây là lõi tặng kèm theo. Khi mình xài xong, mình tháo bỏ cái lõi này ra. Đây là mình xài hết cái sản phẩm này, mình tháo cái lõi này ra, mình gắn cái lõi này vào. Phấn nước IOB Hàn Quốc không trôi. Trường hợp mà bơi cũng không trôi nha cả nhà. Đi dưới mưa không trôi, bơi không trôi nha. Trường hợp mà chị em nào ga dầu, da dầu, mình xài sản phẩm này là không ga dầu luôn nha cả nhà. Mọi người đến shop mua một hộp vẫn được giá sỉ nha. Sản phẩm này rất là kiềm dầu nên chị em nào da dầu thì nên chọn sản phẩm này. Hàng em có sẵn ở shop nha, mọi người đến shop mua một hộp vẫn được giá sỉ nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha.